Cháu Hoàng, 11 tuổi, không thể trò chuyện với bất kỳ ai xung quanh mình. Cháu Chi, 12 tuổi, hay lơ đễnh khi đi học, tự ý làm những gì mình thích. Họ bảo là con bị điên với cả con bị thế này thế kia. Người mình cũng lo lắng, xong rồi bảo là con của mình không giống con của người ta ấy. Nhận thức và hành vi khiếm khuyết ấy thì hiện tại cũng chưa được sắp xếp vào một cái khuyết tật nào. Cái sự hiểu biết của xã hội không chưa đạt đến một cái mức nào đó thì các con thậm chí là bị kỳ thị. Các cháu mắc hội chứng tự kỷ sẽ mất đi một phần lớn chức năng giao tiếp và tương tác với môi trường xã hội. Nhìn cháu Hoàng chơi đàn, ít ai nghĩ cậu đang mắc hội chứng tự kỷ. Cháu Hoàng được phát hiện từ khi hơn 20 tháng tuổi. Lớn lên, cháu biểu hiện hành vi rất rõ nét, như hay ăn vạ mỗi lần người lớn làm gì không đúng ý. Khi thấy ai gọi, cháu cũng không có phản ứng gì. Được như bây giờ cũng là nỗ lực không ngừng nghỉ của chị Ngân, mẹ cháu. Chị đã xin nghỉ việc ngay khi biết cháu mắc hội chứng tự kỷ. Đến nay đã 10 năm. Và để cháu Hoàng được như bây giờ là cả một hành trình đầy yêu thương và nước mắt. 2 mẹ con đã ngồi ôm nhau khóc ở trong viện mấy tiếng đồng hồ mới đủ can đảm để đi về. Gia đình tôi cũng không chấp nhận, nhưng sau đó thì tôi cũng làm công tác tư tưởng cho chồng và mọi thành viên trong gia đình, thì bố cũng dần dần là tìm hiểu, và sau đó thì cả nhà đồng hành cùng con để đến được bây giờ thì con có những cái tiến bộ rất là khả quan so với ban đầu. Chị Ngân đã phải trải qua giai đoạn đầu hành trình 10 năm khi con phát hiện chứng tự kỷ. Không ai thấu hiểu con bằng chị. Qua giai đoạn này sẽ đến giai đoạn khó khăn hơn khi cháu Hoàng trưởng thành. Mặc dù chị cũng đã có phần nào sự bảo trợ từ chính sách nhà nước, nhưng để được xã hội công nhận và để cháu có thể hòa nhập khi trưởng thành cũng là một mối lo khác. Con lại chuẩn bị vào giai đoạn dậy thì tôi cũng chưa biết phải làm như thế nào, rất là hoang mang. Một cái giai đoạn nữa mà con tôi năm nay sẽ phải chuyển tiếp đến là giai đoạn lên cấp 2. Liệu có trường nào chấp nhận con hay không? Vì ở cấp 1 thì có chương trình phổ cập tiểu học thì các con được phép, được quyền đi học. Nhưng lên cấp 2 có rất nhiều khó khăn mà đến giờ phút này gia đình tôi cũng vẫn đang rất là mông lung, chưa biết cái hướng đi như thế nào cho con hết cả. Hơn 2 năm nay, cứ định kỳ 3 tháng một lần, chị Loan lại đưa con từ Cao Bằng xuống Hà Nội đi khám. Cháu bé đã hơn 5 tuổi, mọi người xung quanh không thể hiểu được sự lờ đễnh đến kỳ lạ của cậu bé. Khi biết con mắc hội chứng tự kỷ, chị đã sốc, và hơn nữa, người mẹ như chị không khỏi đau lòng trước những lời nói như dao cứa của người khác khi họ nói về con mình. Tốn kém nhiều tiền, kiểu như là nhà nông nữa, cũng không có tiền, còn vay mượn phụ nữ ấy để đi khám chữa cho con ấy. Sau khi chị biết con chị bị tự kỷ như này, chị ngày đêm lo lắng quá. Đầu ấy thì 29 tháng thì là chỉ mong cháu gọi bố ơi mẹ ơi là không nói được gì, gọi quay lại cũng không. Nghĩa là chị được em có em gì ở ngoài thành phố mà là chị ấy, con bé nhà chị là thấy khác thường lắm, hay là chị lấy đi khám, thế là em gì đưa chị đi, lấy con đi khám ạ. Còn cháu Chi năm nay đã 12 tuổi ở Thái Nguyên. Khi cho con đi mẫu giáo, cháu hay đánh bạn nên không ai chơi. Đến tuổi này cháu vẫn phải được mẹ giúp cơm. Cô bé này vẫn không trò chuyện với bất kỳ ai xung quanh mình. Khó khăn lắm, cháu không tiếp xúc, không bảo, không nghe đâu. Rất khó, khó khăn. Chị có cho cháu đi học không? Chị không. Đi học được lúc 4-5 tuổi thì chị cho đi mầm non, xong rồi đến lúc lên lớp 1 thì chị cũng cho đi học được vài tháng, xong thấy cháu không
phải theo đuổi được mấy các bạn, xong là quấy phá nghịch, còn ra ngoài không chú tâm đến học hành cháu. Tự kỷ là một hội chứng khiến đứa trẻ phải chịu suốt đời, việc điều trị cũng rất tốn kém. Họ bảo là con bị điên với cả con bị thế này thì kia, rất là thương trong những cái trường hợp đấy, tại vì mình là một người mẹ thì mình hiểu được là con mình có những cái rối loạn đấy và con mình chưa hiểu nên mình sẽ phải giải thích, nhưng người ngoài người ta nhìn vào thì người ta không hiểu được những cái vấn đề của con. Việc nuôi dạy một đứa trẻ tự kỷ, mắc chứng tự kỷ nó vô cùng khó khăn. Nếu mà chúng ta có thể có một con số để gọi là tạm là định lượng thì với một chi phí cho một đứa trẻ mà mắc chứng tự kỷ ở giai đoạn tiền tiểu học, nó có thể rơi vào khoảng từ 7 triệu cho đến 10 triệu trong một tháng. Từ đầu năm 2019, thông tư 01 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành xác định rối loạn phổ tự kỷ nằm trong dạng khuyết tật khác. Nhưng có lẽ điều mong muốn nhất của gia đình có con mắc chứng này là mong muốn xã hội có cái nhìn tích cực để các cháu không bị bỡ ngỡ khi hòa nhập cộng đồng. Có một số tỉnh không biết là nó là được xếp loại bệnh tật gì. Cái xếp loại bệnh tật nó rất khó khăn. Vì sao? Thì vì để có con được hưởng chế độ thì phải xếp loại bệnh tật câm, điếc hoặc là khiếm khuyết về vận động thì mọi người nhìn thấy ngay. Nhưng mà tất cả các trẻ tự kỷ có thể chỉ quan sát là thấy hoàn toàn trong cái bình thường mặt thể chất, nhưng mà về mặt hành vi, về mặt nhận thức của các con là bị khiếm khuyết. Hãy cho các con cơ hội để các con có thể hòa nhập được, để các con có được những cái việc làm, những cái bộc lộ được những cái khả năng của các con. Hai nhà khoa học vĩ đại của thế giới là Albert Einstein và Isaac Newton đã mắc hội chứng của một dạng tự kỷ, nhưng họ vẫn là những nhà phát minh vĩ đại của nhân loại. Ngày 2 tháng 4 hàng năm là ngày thế giới nhận thức về tự kỷ. Ở Việt Nam và trên thế giới, hàng triệu người đang phải chiến đấu với hội chứng tự kỷ từng giờ. Hãy dành cho trẻ tự kỷ tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ.